Để từ từ mà đưa ra. Ôi rồi cái gì mà kinh thế đây? Cái gì mà kinh thế? Nhìn nhà mẹ em, mẹ chụp hai chị em rồi. Giang không cô? Ngon hơn giang gạch của bà ngoại. Vì rửa nhanh đi tí mang theo đúng rồi. Mặt tí ghét cái gì kìa. Vì ăn được không con? Kinh quá. Nó có gì nó lợn cỡ vô đó đi nhà. May là pha bằng sữa mẹ rồi đấy. Nước tôi đi à, tôi đang thèm. Mình nó mình hết. Tí với mang mình nước mình ha.